Ai? Ủa bữa hổm là chú gặp ngay chân khúc nào? Thì đó, khúc này. Đường trở lại dài đây. Rồi là hai chú bên luôn. Là bên. Chú thấy là đi hai bên đường luôn hả? Hai đưa tay đưa hai bên hết. Trời ơi trời. À, hai bên là bàn tay không hả? Bàn tay không, đưa là ghé ngủ chơi chút về. Trời ơi trời. Thường tôi ngồi lại góc đó tôi ngồi chơi. Mấy tháng trước tôi ngồi bước trưa nào tôi cũng lại đó tôi ngồi chơi cho nó. Trời đất ơi. Đó. Bữa đó rồi về tối ngang đó nó ngủ ghé chơi cái chơi mà tôi quán hồn quá chơi tôi mới chạy. Thường là của chú ngồi ở đằng kia ha. Đó đó cái góc chỗ mát mát đó. À. Này anh chạy lại tới. Trời ơi. Vì nghe một cái tin này cũng chấn động ha. Trời ơi. Cái này là cái nắp hòm. Chấn động nha. Đó. Rồi. Đây. Ờ cái nắp hòm mình quay lý cốt nè tí. Đúng rồi. Phan để nghe cái chú này kể đi. Đâu thường là chú ngồi ngay chỗ nào? Đây. Là chú ngồi ngay chân cái cục cây này ha. Cái thềm này hen mà cái thường là chứ 11-12 giờ tôi ngồi đấy chơi. À thường vậy đó. Dạ. Rồi đó có bữa đó, tôi đi nhậu với kia đó tới 8-9 giờ tối mà thấy. Trời ơi trời. Cách trên tháp này có mấy mét hả? Ghê vậy ta. Là chú thấy là hai bên đường mà tay chưa? Hai bên đường luôn. Hai bên đường từ cái đầu vô cái cục ganh. Chở chiếc xe mình đậu. Nhưng mà bữa đó là chú có biết là cái nắp hòm có ở đây không? Có chứ, có nào giờ lâu tôi không biết mà lâu nhưng mà tôi lúc trước tôi 2 tháng trước tôi ghé rồi là cũng có cái nắp hòm rồi. Trời đất ơi. Tí là cà lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi thì cách này là cũng cỡ 9-10 tháng rồi. Thì lúc trước là tí là cà lâm thì có quay một vụ là lấy cốt một người phụ nữ ở trên cái miếng ruộng này nha. Thì mấy anh em mà đi lấy cốt xong rồi thì mấy anh em cũng lôi là những cái nắp hòm và những cái cái hòm là đem đi xuống dưới ở dưới sông kia là mấy anh em dục bỏ nha. Thì ngày nay vì không biết là chuyện này như thế nào mà ở đây thì bây giờ là lại là cái nắp hòm nó lại nằm ở ngay chân chỗ cái hàng bạch đằng này. Thì cái hàng bạch đằng này là ở bên đây là người ta kêu là bên đây là ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh của huyện Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long nha. Còn ở bên kia là bên đó là xã Long Mỹ. Thì các bạn sẽ nghe một cái người đàn ông á, là đi ban đêm khoảng 9-10 giờ đêm thì đi ngang một cái con đường này thì hai bên đường là giơ hai cái bàn tay lên rất là nhiều luôn nha để kêu cái người đàn ông nó đi vô ngồi ở trên cái nắp hòm này để nghỉ chân chút xíu đi về sau nha. Thì sự việc nhau như thế nào bây giờ tí là Cà Lâm sẽ mời các bạn hãy gặp cái người đàn ông đó, chứng kiến người đàn ông đó sẽ kể lại sự việc cho mọi người cùng xem nha. Đó thì bây giờ là các bạn thấy nè, bây giờ cái nắp hòm là đang để ở ngay chân đây. Thì bữa đó là đó, thì bây giờ các bạn thấy là người ta cũng đóng kiên cố nha. Đó thì bây giờ cái này là có anh em đầu ngồi ở đây luôn rồi nha. Cái này là một cái nắp hòm ghê quá. Đó. Đó, thì bây giờ là có cái chú này là một cái người tối mà chú về là chú chứng kiến luôn nha. Là hai bên ma mà kêu là chú. Đó là hai bên. Kêu đồ ngủ ghé chơi chút về. Trời. Ủa bữa hổm là chú gặp ngay chân khúc nào? Thì đó. Khúc này. Trở lại dài đây. Rồi là hai chú bên luôn. Là bên. Chú thấy là đi hai bên đường luôn hả? Hai đưa tay đưa hai bên hết. Trời ơi trời. À, hai bên là bàn tay không hả? Bàn tay không, đưa là ghé ngủ chơi chút về. Trời ơi trời. Thường tôi ngồi lại góc đó tôi ngồi chơi. Mấy tháng trước tôi ngồi bước trưa nào tôi cũng lại đó tôi ngồi chơi cho nó. Trời đất ơi. Đó. Bữa đó rồi về tối ngang đó nó ngủ ghé chơi cái chơi mà tôi quán hồn hết trơn tôi mới chạy. Thường là của chú ngồi ở đằng kia ha. Đó cái góc chỗ mát mát đó. À. Này anh chạy lại tới. Trời ơi. Vì nghe một cái tin này cũng chấn động ha. Trời ơi. Cái này là cái nắp hòm. Chấn động nha. Đó. Rồi. Đây. Ờ cái nắp hòm mình quay lý cốt nè tí. Đúng rồi. Phan để nghe cái chú này kể đi. Đâu thường là chú ngồi ngay chỗ nào? Đây. Là chú ngồi ngay chân cái cục cây này ha. Cái thềm này hen mà cái thường là chứ 11-12 giờ tôi ngồi đấy chơi. À thường vậy đó. Dạ. Rồi đó có bữa đó, tôi đi nhậu với kia đó tới 8-9 giờ tối mà thấy. Trời ơi trời. Cái nắp này có mấy mét hả? Ghê vậy ta.
là chú thấy là hai bên đường mà tay chưa luôn, hai bên đường luôn, hai bên đường từ cái đầu vô cái cục ganh chở chiếc xe mình đậu. Nhưng mà bữa đó là chú có biết là cái nắp hòm có ở đây không? Có chứ, có nào giờ lâu rồi, tôi không biết bao lâu nhưng mà tôi lúc trước tôi 2 tháng trước tôi ghé rồi là cũng có cái nắp hòm rồi. Trời đất ơi, cái ghê vậy ta. Mà lúc trước là mỗi buổi trưa trưa là tôi lại được ngồi nghỉ mát đây nè. Ờ, dạ. Góc này luôn hả? À. Đây nè, 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 nè. Đó, 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 đó. 12 giờ trưa nó mát. Tại vì bây giờ chiều qua cái gì? Nắng. Dạ. 12 giờ trưa là ở đây mát dữ lắm. Mát dữ lắm. Thôi 11 giờ rưỡi là thường thường 11 giờ rưỡi là tôi, 12 giờ tôi ở đây. Dạ. Nhưng mà bữa đó là chú hô là chú gì chính xác là bữa mấy giờ chú? Nói thẳng ra bữa đó là... 9 giờ là 8:30 9 giờ. Trời ơi. 10 giờ trả lại. Dạ, đó, dạ. Đó. Ai mà làm? Cái quán cà phê Nguyễn Bình, mình Nguyễn vô ngoài nó còn thức tôi còn thắng cà phê nữa. Cái quán cà phê thường thường là 10 giờ mới nghỉ. Tôi còn ghé uống ly cà phê nữa nó mới về đó. Ghê vậy ta. Cái này là một cái nắp hòm mà người ta làm một cái băng ha. Ghê vậy. Đó mình không biết. Dạ, dạ, dạ. Ghê thiệt chứ. Bữa nay có mấy ngày mà dám quay chứ. Ôi, ôi trời. Cái nắp này là những người ta ghi hình là ấy ghê quá. Mà làm cái đây là ghét đấy. Là bữa đó là chú hô là chú đã thấy vậy rồi là gì là chú bị bệnh là mấy ngày luôn ha. Cái thẳng ra gì mình hơi mệt rồi 3 ngày rồi không lên nữa là như mình hơi không được khỏe vậy đó thôi. À. Rồi giờ không được bình thường vậy đó. Dạ dạ dạ. Rồi 3 ngày rồi có 3 ngày. Dạ. Ghê ha. Dạ dạ. Trời ơi. Đâu 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 để ra tôi. Cái đó là rõ ràng bây giờ là ông phải để làm cái băng ghế anh Tám ơi, là người ta tôn trọng, người ta gác lên đó chứ không phải là băng ghế. Không phải băng ghế rồi. Vậy là khi nào anh mới hết đi qua cái bệnh đài này, tới thì tức là làm quay cận cảnh cho các bạn xem luôn nha. Đây mà không biết là có ai ngồi ở trên đây hay là không, nhưng mà rất tối là chú đi về là có những người kêu chú vô đây để là chú ngồi chú nghỉ chân để cho nó đỡ mỏi chân nha. Đó, giờ anh đi đường này. Ghê chưa. Cái đường này mua ướt sao đi. Dạ dạ dạ, ghê quá chú. Rồi, rồi, rồi. Dạ dạ. Rồi, không là thiệt á, tôi bữa đó sợ hết hồn, tôi con gái cà phê Nguyễn Bình kêu làm đi khuê đậm đặc, tôi về lấy tinh thần tôi về mà. Dạ, ghê quá chú ha. Quá tâm linh. Dạ. Thì, dạ dạ. Thấy cái chuyện hồi sớm anh kể cũng có cậu mấy cậu ở đây ở xóm đây cũng kể cậu thì cái chuyện này là rất là rõ ràng ha anh ta. Dạ dạ. Dạ cũng cảm ơn anh rất nhiều nha. Rồi rồi. Rồi dạ 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 dạ. Rồi. Tạm biệt chào mấy anh. Rồi rồi dạ dạ dạ. Ủa chú, cái này là cái nắp hòm mà ai đem đi để đây vậy chú? Chú biết là cái nắp này bánh gò bánh. Đúng rồi, vậy là chú biết. Là cái gò mà lúc trước mà người ta đi lấy cái cốt ha chú. Ừ. Cũng chứ hồi thanh chú. Tại vì có một cái chú mà mới chạy ngang á, là bữa đó là chú về khoảng 10 giờ đêm. Là chú đi ngang có cái đường này là hai bên nó là kêu là chú đi vô ngồi nghỉ mệt. Ghê chưa? Ôi đồ. Không có sự thật luôn. Sự thật mà. Ủa không có đâu. Tôi đi qua đây hàng dầm quá. Ai, chú không hạp đó nha chú. Ừ. Nhầm khi ổng nói là gì là ổng bệnh mấy ngày luôn á. Trời ơi, đừng có đồn mà mày giết rồi chỗ này giết rồi ngay nè. Dạ. Có đâu. Không, nhưng mà chú ra cái này nè. Là hồi nãy là ý là mình làm như vậy là cái đó mình một là để ngồi hay là tôn thờ? Ngồi chơi á. Trời đất ơi. À. Ghê vậy. Ừ. Mà có ai dám ngồi đó không, chứ nhìn vô là biết nắp hòm mà sao không ngồi. Trời ơi, nó để nó lên nó ngồi nó chơi vậy. Ổng để mà ổng lên ngồi luôn hả? Ừ. Nhà cái anh đó gần đây không? Có vườn dừa đó. Trời ơi. Mé đừng lâu vậy. Dạ, vườn dừa đó. Rồi dạ dạ. Nặng lắm rồi chứ. Nặng lắm rồi chú. Tiếng nó nổ. Cái này cũng cái cỡ đó là cái nắp này nằm ở đâu chú? Nặng lắm hay không? Chú. Mình đó. Rồi con hỏi gì chú thôi chứ con biết là đúng không, ngay chân cái mặt đập á. Ừ, đây à, thế rồi. Ở đây nhưng mà ngoài mặt đập á, tại vì bữa đó là cháu của ông Chính Thiện kéo ra mặt đập. Mặt đập có cái gò đó nữa. Dạ dạ. Cái gò đó. Dạ. Còn cái bữa mà lấy cái cốt, cái nắp hàng nè, là mẹ
đây rồi đó nè, ngay trên ngón tay chỉ nè. Con với tí cái làm có quay nè. Này mà tí nhớ không? Biết rồi. Mấy... đây rồi đó thì gần lắm nhưng mà bữa đó ổng xả hư luôn người ta. Mấy nó khiêng xuống đây nè. Dạ. Là đi khiêng cái này chính xác là qua ra đây lâu chưa chú? Lâu, mùa lũ trước. À. Thì tên mình đó là gần năm đó. Mùa lũ trước á. Dạ. Kéo theo đường mưa này nè. Trời ơi. Bỏ lên đây, thằng này nó đem về đây đóng cây. Vậy là có một mình ảnh đó hả? Có thằng em nó khiêng lên nữa chứ. Chứ cái này nặng lắm rồi hả chú? Dễ chịu nữa, tôi dở con tay một nữa. À. Trời ơi. Mối gần rồi nè. À. Trời ơi, chú dở lên mối nhất. Mối quá trời ha. Dạ. dạ. Thôi mà hai anh em con cảm ơn chú nha. Dạ. Về đó hẳn ra thì ngang có cái nhà bịch đằng đó đó. Thì ngang bịch đằng đó thì tôi thấy nó tới là hai bên đường tôi chạy là nó đưa tay. Nó ghé chơi một chút kìa, ghé chơi một chút kìa. Đó mà tôi không dám dòm nó. Nó bây giờ dòm tôi sợ, rồi tôi sợ tôi té. Dòm thấy nó mặt có nanh có bút rồi tôi sợ tôi té xe thôi. Tôi dòm xuống rồi tôi niệm Phật tôi chạy ra khỏi đường đan rồi xong rồi. Ôi, qua tới đường đan là hết. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu tôi hết hồn hết vía luôn á. Hết hồn vía tôi chạy ra lộ, cái lộ rồi tôi cũng ghé cái quán cà phê của Nguyễn Bình. Nguyễn Bình gì tôi không biết. Tôi ghé cái ông Nguyễn Bình đó là qua tôi một ly cà phê đậm đặc. Tôi uống tôi lấy cái tinh thần tôi lại coi. Lấy tinh thần tôi lại coi đằng sau nó ma quá trời ma luôn. Trời ơi. Rồi cái ông chủ quán ra nó ma đâu ma nó bậy quá ông ơi. Rồi thôi tôi cũng ông đó ông không tin rồi thôi tôi đâu có kể nữa. Vậy đó tôi không kể ông nghe. Nhưng mà là chú đi ngang ngay chỗ cái hàng bạch đằng đó là chú có thấy là cái gì ở đó không? Không, cái thấy đại đang đường đi là hai đứa bị tôi chạy xe mà hai bên tay nó đưa tay ghé chơi chút gì à. Nó rủ tôi lại chơi chút về. Mà thường khi là tôi thường là đi lên nhà anh nó chơi là thường nó 12, 11 giờ trưa tôi ngồi cứ có gốc cây tôi ngồi chơi. Thường tôi ngồi chơi hoài đó, thường tôi ngồi cũng tháng mấy rồi, tháng mấy gần 2 tháng trời đó. À, thấy đối diện có cái đắp hòm không? Tháng đối diện kêu có đắp hòm, tôi thương đắp hòm, cái đắp hòm kệ người ta, tôi ngồi có tôi ngồi với. Mà bữa tình cờ tôi nhậu quá trời ngày đó đi, tôi nhậu nguyên ngày luôn. Nguyên ngày bắt đầu có về bắt đầu tôi mới bữa đó thấy rõ ràng luôn vậy đó. Hồi đó giờ anh có đi ngang đó ban đêm lần nào không? Không, đó giờ không là duy nhất chỉ có một lần đó ha. Đêm đó bằng có một lần đó mà thôi chứ bọn đi bằng ngày không à. Tôi đi bằng ngày không à. Bữa đó con đem một cái thôi à. Nó vậy đó. Mấy ngày trước con ghé chơi chỗ cái ghế cái đối diện có cái bàn đó. Hồi xưa thì đó lên chơi ghế hoài hà. Rồi từ cái đó mà giờ không dám ghé nữa. Nghe nói giờ anh chạy đường khác luôn ha. Chạy đường khác luôn. Bây giờ không dám chạy đường đó luôn, không dám chạy luôn. Nhưng mà bây giờ là con thấy là đang để cái nắp hầm cặp đường luôn kìa. Thì để từ nào giờ đó mà tôi thấy lâu đây nè. Đâu cũng hỏi tháng không, ngoài hay là gì à? Không có, hồi đó là tôi có cách 2-3 tháng rồi tôi cứ lên rồi cũng thấy ngang có được đúng tại biết sao? Tại cái hôm tháng Thanh Minh nè. Hôm Thanh Minh thì hôm tháng 2 cuối tháng 2 gần 3 đó. Thì mấy anh em có ghi hình lấy cốt chỗ đó là cái nắp đó đó. Cái nắp đó luôn. Cái nắp đó người ta lôi đằng mặt đập á. Rồi không biết mấy tháng nay nè. Ai đem lại đó rồi kiểu như gác lên thôi chứ mình nhìn thì tưởng cái ghế ngồi. Đúng rồi. Mà nó nói ra chứ dồn biết liền. Mình thôi có ai làm cho mình biết mình ngồi gốc cây đây rửa mát nắng rồi tôi đi rất chưa rồi lúc đó đi chắc chưa không 1-2 giờ không mà tôi mở tôi ra đó tôi ngồi nghỉ đó. Mà nghỉ cũng lâu lắm rồi mà tôi đi một ngày không à. Sau bữa đó nhậu gần đêm tại lên đó rồi cái nhậu nguyên ngày đó rồi nhậu tôi tại cũng hứng ngày đó qua quá trời rồi đi đêm giờ cái tối gặp cái kêu vậy đây. Căng hai tay phải không? Hai tay nó kêu ghé chơi chút gì nó kêu không nói gì hết, không thấy mặt tôi không dám dòm. Không dám dòm. Nhưng mà cái nắp hòm đó là khi mà con quay á là cái người trong con cháu ta nói là người đàn bà đó. Thì chính mấy chú này là con quay mà cũng lấy cái nắp hòm đó đó. Cái nắp hòm đó là cái người đàn bà. Mà bởi nó mới hỏi là coi nghe cái tiếng người đàn bà hay đàn ông đó. Nó nẳng ra kiểu mình nghe nhắn nhắn đôi tay mà thấy mày thấy đoạn hai cái tay nó bơ không là cũng chết mãi hết rồi. Thấy hóa gàng mà hai bên nó kêu ghé chơi nó bơ kêu chơi chút về là sợ chết mẹ rồi đâu có đâu có dám gì niệm Phật không không. Nhưng mà bữa dính dắt gì tới cái nắp hòm đó. Đúng rồi thì nói vậy cũng nhà có liên quan á. Nó có liên quan á, nói đây cũng nhà của người ta mình đem để đó. Ở đó đó. Đúng rồi. Đem đó mà. Ta lấy đó. Bữa đó là mấy người ông chánh ông lấy là ông kêu cháu ông kéo đằng mặt đập á. Ông nó đúng rồi, nhà tao mà đập mà. Bởi vậy. Bây giờ đem lại đó.
đó là chưa gặp. Ủa nhà người ta giờ đó người ta lại đó chứ đâu. Nói ví dụ đấy. Đó đó buồn mà tao kêu chú Tám đó. Kêu chú Tám đó. Mà lúc mấy tháng trước tôi chưa được ra đó bị nắng cái này, lúc trước nắng dữ lắm, tôi ra vô ngồi không thấy không? Ngồi giữa cọc đôi mắt thầy hay luôn, đã luôn. Nó còn từ đó hết cháu ngồi luôn. Sợ luôn. Thở thiệt. Mà hổm thì mùa đậu nó cúng rồi. Cúng rồi đó, nó cúng rồi đó. Cúng luôn ha. Sống cúng trời đất ơi, tôi ngủ mình lại chơi mình không cúng. Không nhưng mà bữa đó là ngủ đi luôn rồi. Không nhưng mà bữa đó là chú đem đồ lại của chú cúng là của chú giấy sao? Thì giấy đất nước ông bà đây đây đó, cô bác anh chị em hút mặt khúc mài, binh gia chiến sĩ linh thiêng ở đây. Yeah. Không cho thấy vậy thôi cúng kiến mấy ông nè ăn đi rồi đừng có khóa tôi chọc tôi. Đừng có chơi nữa. Đừng khóa tôi nói vậy đâu ơi, đừng có ngủ chơi đừng khóa chọc tôi. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Cái chơi. Cho tôi không nhậu mà tôi cái chơi nữa đâu nghe. Tôi cúng thiệt. Tại vì hồi đó giờ á là cái sự thật là cách đây cũng vài chục năm rồi, không còn cái chuyện ma cỏ nữa. Nhưng mà bữa hổm thì có nghe mà con ta kể vậy đó. Thì tại chính em hai chân tí này thì có quay lấy cốt chỗ đó cho nên có nghĩ là cái phần có tâm linh là sự thật. Cho nên mới liên hệ anh để nhờ anh kể lại có tại vì anh là người chứng kiến. Tôi bữa đó tôi còn ghé cầu quán cà phê Nguyễn Bình, tôi còn uống lại kêu làm ly cà phê đâu Nguyễn Bình còn thích nữa mà. Bởi vì tại tôi uống cà phê Nguyễn Bình thường lắm quen rồi, ông nội cũng nói đâu về tối với ông nội, tôi nói mẹ đi công chuyện đây về. Rồi cái ông làm ly cà phê đậm đặc cho tôi uống đi. Trời ơi tôi thấy ma quá trời thấy ma luôn. Đó còn nói vậy đó. Rồi ông nói ông làm khuê đi, trời ơi ma đồng ma ông nội ơi. Ông nói vậy thì thôi mình đừng tin luôn, đắc đà. Một chút xíu hai này mình lại đánh ghi hình. Mấy người ở xóm nói trời ơi nào giờ đâu có mẹ ơi, đã mấy chục năm nay đâu có còn ma cỏ gì nữa. Đó, tại vì mà cái này là em nghe tại vì sự thật nó liên quan tới cái nắp hòm. Đúng rồi, liên quan tới cái nắp hòm. Đúng rồi, theo cái nắp hòm đấy đó đó. Cái nắp hòm của ta vậy mà để cặp cái đường cái đó của ông thành một chủ lực. Mà cái chùa chú Tám á, chú mới là chủ lực. Đó. Tức là chú đi chạy ngang mà nó kêu chú ghé chơi cái chơi. Còn cái đó là với một cái đâu thì nó rất là nhiều người chạy ban đêm ngang đó chứ không phải là một mình anh Tám. Chứ thay vì bây giờ nếu nó nói là ghé chơi ai nói cũng được. Nhưng mà cái này chú Tám á đang ở xa. Mà chú đến mà nó kêu ghé chơi mà chú nói thực tế như mình đang ghé chơi chút gì à, ghé chơi ghé chơi chút gì à, ghé chơi chút gì hả, ghé chơi chút gì, ghé chơi chút gì, nó ghé chơi chút gì à, vừa hai tay bắt nè, nó vậy nè, ghé chơi chút gì đó, mà hai bên đường luôn nó mà còn lên cái đường trai tới cái chỗ là nhiều tay ha. Nhiều tay lắm, nhiều dữ lắm mà kêu cái trời đất ơi chút kìa. Ủa chú nói rồi. Là hai bên luôn hả? Hai bên hai đường xe luôn hả? Ý anh nói là hai bên là bàn tay không á. Hai bàn tay không nè, mà tôi chạy cái giữa bữa đâu dám dòm. Mình biết là ma rồi, dòm mình đã biết ma dòm nên thấy con anh có cút là mình xỉu, là chạy không được. Đó chỉ là dòm mình xe chạy niệm Phật không. Đó mà nó thấy hai cái tay thôi à. Vậy đó. Ghê đi. Ghê đi trời. Mà chạy lên tới cái đường đó cái nhà công gì đường ra là hết nha, nó thẳng là nó hết. Không, nó tới cái bằng kia chạy đâu mà vài chục mét là tới cái nhà rồi. Thôi đó là nhà là hết đó, từ nó phúp vô cái từ chỗ đó cái, cũng ngã ba đó, cái mặt cống chưa rồi mới phúp vô cái hàng cây bạch đằng á là có liền rồi qua cái bạch đằng cái rồi là lên đường đan là vừa qua cái nhà là hết. Cái nắp hòm rồi. Vậy đó, dù phúc vô cái hàng bạch đằng là có liền. Nhưng mà chú làm ruộng ở ngoài đó hả? Trời ơi, tôi nói vô anh nói nhẹ, chưa nhậu nhẹ. Nhưng mà chú có biết là ở ngoài đó là ngày xưa là nghe nói cũng là rất là nổi tiếng là ở ngoài đó là các cái miếu ông tà gì đó, chú là biết bao nhiêu người để mà ở ngoài đó. Trời ơi tôi chưa lạ, tôi tới tôi có biết ông ơi. Không biết phải ngồi đâu, tôi biết vậy ông nội tôi không giống ngồi nữa. Tôi biết ông nội tôi không giống ngồi nữa. Rồi sau này tôi kể lại anh Út là ông ấy kể tôi nghe rồi tôi mới biết thôi chứ đó đâu có biết. Mình tưởng là thấy chắc chưa mình mệt ngồi giữa có đôn ngồi giữa mắt cũng cách rồi. Rồi đâu có biết đâu, rồi sau này tôi kể anh Út nghe rồi anh Út nói rồi trời ơi rồi đó cái miếu ông tà ông gì đó trời ơi linh với nó gì lắm rồi tôi mới sợ trời ơi linh tiền lắm chứ tôi đâu có biết đâu. Rồi mà tí tôi biết cái vậy ông nội tôi cũng chống ngồi nữa. Có thể cái mình nói chỗ nào ấy rồi cũng sợ. Mình cũng sợ chứ. Chú cô hồn kia chú hồi trời ơi ra đây nào đâu dám ngồi nhát chưa đó không. Chỉ có mấy thằng một đồng thôi, mấy dân dịch mấy dân châu thôi chứ giờ ở đây ra ngoài dám. Thấy bận mệt ở đây đi ra ngoài mà nó chắc chưa nào 1-2 giờ được nắng gió cái cục đô ngồi ở giữa cái cây ấy đây sưa mát như gì. Mấy ngày trước thì ghé ngồi chơi rồi sao hôm nay vắng quá đi tối ngang cũng đón chú ơi. Đón nghe ghê trời. Trời chú hồi chiều cũng vợ đó không. Tụi con ý tụi em thì thật đó là
ghi hình cho nó chính đáng, nó có cái chuyện mấy ghi là cho nên sớm giờ liên hệ anh là có khoảng 2 tiếng hồ rồi thì nhờ anh chính anh gặp để anh chia sẻ cho bà con gần xa người ta xem người ta hiểu chứ không phải là để mở lên cái video này để bịa chuyện ngược lại cái anh nói lại lần nữa là anh chính anh là sự thật. Tôi là thiệt, tôi nói thật chứ tôi kể lên kể anh Út với anh Tám nghe nè. Còn mấy anh Út anh Tám ơi trời ơi, đó miễu ông tà đó quan vui lắm mà giờ người ta khoàn phá lại hết rồi, người ta làm ruộng đó. Chú ơi, chứ vậy tôi biết chứ tôi đâu có biết đâu. Mà sự thật là tôi đi bữa đó vậy đó, tôi còn nói ở quán ông Bình mấy cà phê Nguyễn Bình làm tôi ly cà phê tôi uống lấy tinh thần tôi về mà. Không nghĩ vô cái má đi nhà nó đó tới người ta tới chơi tại hồi đó mà khi mà của con biết mà ngay chỗ cái miễu ông tà đó mà khi mà tới cái gầm tháng 7 hay gì mà người ta đi mà cúng cô Hồng gì đó ra ở ngoài là đỏ đèn luôn, tại người ta cúng tất cả ở ngoài đó đẹp dữ lắm, nó mà cúng tâm tay vô đó nhiều lắm. Nó là hồi đầu tiên của cái thời xưa đó là nghe nói chỗ đó cái chùa của Khmer gì đó. Rồi sau này mới tới miếu, sau này mới là mới làm miếu, miếu là sao, miếu ông tà là sao. Kỳ mà bữa mình đi lấy cấu ông chính có kể đó. Đúng rồi. Ra nó xem cái mà. Hay thiệt. Chín bước ngay, ngay liền hả? Nó lộ ra nó nói ha, vài bước tới nè, nó vừa dừng lại nó xem cái sắt ngay chốc cái nắp. Ghê không? Là cái nắp hòm đó là bây giờ là đang làm cái ghế ngồi á, lại nắp đang làm ghế đó. Mấy bạn ngồi đó hả? Ghế ngồi là cái nắp đó bữa ghê không? Tụi con ghi hình đó. Ôi trời. Mấy ổng nói cây hồi xưa là cây dinh dên hay gì á. Dinh sao rồi mấy nó mới lâu lắm bực quá chứ. Rõ. Mà nó đó dinh dên. Ổng nói tuổi đời nó là trong vòng cả năm 100 năm chứ không có dứ. Nó không có mục được. Dạ. Cái đó không có mục được. Chỗ mà bây giờ người ta làm ghế đâu. Mấy không biết ai là kéo lên đó làm ghế. Làm ghế đó. Dạ. Làm cái băng. Làm sinh không. Làm cái băng ngồi. Băng ngồi luôn như thế này hoặc là đốt bỏ chứ. Không đốt cao đó hoài. Ghê. Chứ sao vậy, cái nhà người ta mở đu vô cái nắp ở vậy là kế bên đó nó có mấy cái cây bạch đàn với cái bụi tre không? Là vậy là bụi tre đó. Không, chỗ đó vậy làm cũng hay rồi, biết có cái cây bạch đàn rồi đó. Mà hồi nãy đàn bên đây, đây nắp bên kia, bên kia. Mà hồi nãy con đi ngang là con thấy là đúng rồi, đóng cây rồi lên ngon lành rồi để cái nắp hòm đi lên dày đi nó vậy luôn nè. Đó là giờ ghế ngồi là ngồi không được luôn. Cái dân người ta để làm thôi, dân ta cứ ra ta sợ, người ta cứ quý, ý người ta cũng đông tôn động thôi đi vậy nè. Ghê vậy ta. Chứ còn nếu mà bắt chính thiện bắt vậy thôi, chứ không kêu bắt không không chứ ông chính ổng chỉ lấy rồi là xong mà ổng không có cái đó. Đâu đâu cái cốt còn mày cân hợp bữa đó lấy cốt về hả? Bỏ rồi lấy cốt về mà con nhận cái cây nó còn hăng hồi hôm đấy bà nội rồi hồi đó rồi lấy cốt má là mà má một cốt chân má bị hồi đó ấy mà sao này đó mà nó còn vậy đó. Không rồi hổm rồi hai chú có ra đó ngồi chơi không? Không đâu dám nè. Có không đi ra luôn quải không chết ngang không chết vậy là không có dám ngồi luôn ha. Đâu dám ngồi mà hả mày là chú có đi ngang con đường đó không? Đi ngang hoài nhưng mà không có dám ngồi. Không dám ngồi. Có ngày nào chú đi ngang mà tối nó mắt vô vô đây ngồi chơi cái gì vậy? Không có ông kia thì ông kia bị bạn bè đó, nó kêu ở đây tôi có bạn bè không khỏi kêu. Nhưng ông kia ông kể là ông Tám kể là giờ ông cũng hết đi dám ngang đường đó rồi. Ông đeo thua giờ con nói cậu Tám với cậu giờ mai mốt có đi đâu về ban đêm chắc đi đường cái vòng quá đi đường khác nhiều đó ít tại vì cậu biết sao chống đằng kia bây giờ nó có những cây bạch đằng đằng này nó nắng rồi như nghĩ nắp hòm nó còn á là vậy cái đó tập trung nó đu vô cũng có chơi. cái khiến gì đó mấy ông với ông nào mới đem lại đó làm cái băng đá chứ không bằng ghế chứ thì cũng ác cảm thiệt rồi tôi tha lại tới đó chị nghĩ sao mà đem cái nắp hòm vô để làm cái ghế kìa ớn rồi chứ ghê quá cao lắm kìa cao lắm mình thấy mình ngồi không được vừa ngồi nó hơi nhóng lên chút hơi cao hơn chút chứ không phải là như mình ngồi là cái giò nó không có tới không vừa ngồi vừa chồng nó mới cân vậy chứ không phải làm ghế đâu hay là người ta chỉ gác để vậy chứ không phải là để ngồi ta làm chứ không ai ngồi đâu thôi. Theo nghĩ chắc không ai ngồi đâu ai nhìn thấy cũng biết lắm hợp nhưng cũng không ngồi dám ngồi đâu. Ngồi đâu không dám ngồi luôn á giờ mình nói lại là đúng gác lên để đó chứ không phải là để cho người ta ngồi không phải. Mà nhưng mà nó tương tự như cái băng ghế đúng rồi mình hình như cái băng ghế ngồi đó nhưng không phải
nó cao hơn, ngồi cái người cao lắm cao ngồi hơn. Được còn người lùn lùn còn ngồi không được. Mấy anh nào dựng như là người ta tôn trọng rồi, như vậy là người ta tôn trọng, người ta dựng lên đó rồi. Tại thì là sớm chạy khớp ngang thôi, nhưng mà đi mượn đường đi tắt qua Hòa Thịnh, đi tắt qua đây rồi ông đi về ngang đó, ông đi bằng xe thì đi ngang á, không biết ai ghé mắt ông là ghé chơi chút về, ghé chơi chút về. Mà trước đó là ông cũng không biết chỗ đó có vụ đó, không ngồi ông nghỉ mát giấc trưa nắng nó bị giữa đồng mà không có cái gì vụ gì chú, vụ gì á, cái ghế hả? Ông ngồi nghỉ mát đó, rồi thì mấy bữa sau ông đi ngang cái mà không biết ai đưa hai tay nó ra cái chơi chút gì cái chút gì. Hồi trước đó là hình như là ông ghé đó và ông quen, người ta quen biết ông có gì đó. Con có nghe anh, cái anh đằng kia anh nói là hình như là cái lúc ông mần giường đó là ông ngồi kế cái chỗ cái ghế mà người ta lấy nắp hòm ta làm cái ghế đó. Đúng rồi, đối diện bên đó nó có cái góc ngồi. Rồi cái khi mà bữa mà ông đi về mà gặp mắt là cái đó là ban đêm hay ban ngày chứ? Ban đêm khoảng 8-9 giờ, 8 giờ. 8 giờ tối hay chú? 8 giờ tối. Là nhưng mà chú có nghe chú đó kể lại là đàn ông hay là đàn bà không? Không nghe nó chứ. Rồi ông sợ quá trời, ông mới chạy riết về quán cà phê của bà Bình Nguyễn đó. Ông kêu chủ quán là pha và ông ly cà phê rất đậm. Để ông gì thấy là người ta kêu nhưng mà giơ hai tay không thấy đầu thấy đít gì vậy. Trời đất. Rồi. Giơ hai tay hai bên này căng này ghé cho chút về, ghé tay chút về. Nhưng mà ngay chỗ đó là ngay chỗ cái nắp hầm ha chú. Gần đó đó, ngay đúng rồi. Ngay em hầm á. Ngay cái làng bắt đầu tới nắp hầm. Là ngay chỗ cái nắp hầm luôn ha. Em hầm luôn. Ghê trời. 5 thước 10 thước. Ủa nhưng đó. Mà là chú có biết là tại sao mà mấy cái chú đó kia mà lấy cái nắp hòm mà để làm cái ghế là làm một cái băng ngồi không? Không là chú không biết nữa nha, cái đó mình không biết. Ghê vậy là mình cũng khách vãng lai đi ngang thấy vậy đó. Nha, mà cái khu đó hồi đó là chết chung nó dữ lắm. Trời ơi, thấy ghê không chú? Ở đâu con nít cái người lớn gì đâu cũng chung cái phải 100 mét cho lại đó. Nhiều dữ lắm á. Trăm năm nay là chết trong nó không à. Nhưng mà bây giờ mà là con mới đi ghen nãy con thấy là ban làm ruộng hết ha chú. Ban hết rồi đúng rồi. Ban làm ruộng ban hết rồi chắc cái đồ chắc con. Cũng vui lắm mà nó một năm chơi đó. Chơi ngay cái đắp hòm đó nhà của người ta, tại ông này ông đi ngang rồi. Rồi. Mấy bữa trước ông ghé chơi. Mấy ông ngồi ông không biết. Không biết cái chỗ đó là không biết gì ha, thấy tự nhiên mà. Có góc có cái góc đặt bà cái bạch đàn khác bên đó, trước cái nắp hòm đó. Ghê là. Rồi ngồi đó chơi mấy ngày sau mới đi về ngang lần nữa là đi dắt tối khoảng 8-9 giờ vậy đó. Vì thấy ông ngồi với quen đó. Rồi cái đêm đó nó thấy ông vậy nó ngủ không ghé chơi. Ông trả lời là tôi không có không. Trời. Thấy ghê vậy. Ông chút không lên ghế nè, chút nữa lên tới cũng đi tập vườn giờ à. Trời ơi. Vậy là giờ này chắc ông cũng thường lên đây ha. Đúng rồi. Chút xíu nữa lên. Trời ơi, ông không dám luôn, ông không dám là đi được đó luôn. Chút xíu nữa chúng ta cứ lên mình mượn ông kể ông hỏi kể lại cái lúc gặp ông gặp sao. Ông kể lại cậu là như vậy hắn là cũng mấy 3-4 ngày nay chứ gì hết không? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi ông mới mua bánh ông cúng. Cúng sao mấy ngày sau cái ông không gặp nữa. Cúng nha. Không nhưng mà của chú ghi cúng là cúng cũng ngay chân cái nắp hòm luôn ha. Đúng rồi. Chú ghé chơi ghé chơi á. Rồi. Cái đó mà bây giờ là nằm ở trên một cái bờ dùng mà cái đó miễn mà người nào mà biết cái đó một cái nắp hòm chắc người ta đi ngang người ta cũng ớn nha. Sợ à. Cậu tới lôi ở đây là cậu thấy cái nắp đó làm lâu chưa gốc chứ hôm Thanh Minh là hai con đi quay lấy cốc đó là kéo lại đằng mặt đập chứ không phải là ngay chỗ đó. Cái nắp đó, mới đưa nó. Mới đây hả? Mấy ngày nay không á. Chứ hồi xưa giờ đi nó đèn cái nắp lên cả tháng người ta hoài thấy hoài ha. Mà tao nghĩ không sao mà chưa có dựng đàng hoàng, nó chưa có bắt ghế. Làm chỗ đó cái đó anh có nhận kể là chắc cái hạp này nè là mà 3-4 ngày trước ông ngồi nghỉ trưa đó ha. Nó thấy rồi đó chắc cái kiểu như ông thấy nó hạp như cái nắp hộp mà nó mấy đứa nó bắt nó để đó sẵn rồi. Ông Tám thì ông không có biết, ông ngồi đằng trước á, ông thấy bữa nào ông cũng ngồi đó chơi chắc nó cũng đêm đó đó, rồi ông mới về ngang cái mới mắt ông cái chơi đó. Tôi thấy ông quen rồi mà ông làm quen cái nó rồi. Ghê vậy. Trước ghé nhà chơi mà bữa nay mình vắng quá rồi. Vắng quá thôi đâu mới kêu đó. Kêu là ghé nhậu chơi. Kêu mình nghĩ vậy nha, mình nghĩ vậy để ngồi ông có con nghe như vậy đó là con nói tí nè,
thế ai về cái chỗ đó bỏ hỏng mình ghi hình là mở cái mở gì lấy cốt mà sao bây giờ nó có cái chuyện tâm linh gì chẳng thế ai đấy lên kiếm chú cái ông chú đó coi chứ không biết nữa nay mới biết là ông đó là thứ 8 ghê vậy ta ớn à. Hồi nãy chú liên hệ giùm là ổng hồi ổng tới thôi cậu, nhưng mà tiếng hồi nó tới, nhưng mà cái hồi mà con quay mà móc cái ngôi mộ đó là cái mà cháu của cái người đó đó là nói là có đó là cái người đàn bà là cũng như là cái mộ đó là bây giờ cái nắm hòm đó là đàn bà đó. Bởi vậy hồi nãy là con mới hỏi là cái đó là đừng ông hay là đừng bà đó, là con nghĩ là chắc đừng bà. Ông cái đó thì ông bị sao không? Tại vì là ông nghe kể là chỉ thấy hai bàn tay ngoắt không à? Như tiếng nói. Như tiếng nói. Chứ không thấy được cái mặt. Mình hỏi mình hỏi coi ông nghe tiếng nói đàn bà hay không nghe. Ông vậy chứ không nghe kể ông cả ông ấy mình hỏi. Tao không hỏi ông cái tiếng nói đàn bà. Chứ ông lên, chúng ta lên đi ông kể rõ hơn. Dạ 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 dạ. Dạ con cảm ơn cậu Út với cậu Tám nha. Dạ dạ. Thì nhờ anh chia sẻ được cái câu chuyện này á, thì nó cũng rất là quý lắm mà cho bà con biết cái thời này vẫn còn tâm linh đó. Với một cái nữa thì anh cũng ngại anh không có muốn lên hình của anh ha, thì em cũng xin cái tiếng của anh để em đưa lên cho bà con được biết. Thì ở đây là chính thức là anh Tám có ngồi với em. Cảm ơn anh rất nhiều ha. Thì mà các bạn thì hồi sớm giờ đó các bạn thì tí là các bạn thì cũng có hay một cái thông tin cũng là chấn động ở Vĩnh Long nha. Thì có lấy một cái nắp của cái hòm thì để ở trên để làm một cái băng để ngồi ở trên đường nha. Thì quay hồi sớm giờ là những người là để chứng kiến thấy ma rồi những người chú ở nơi đây thì cũng có kể là đó. Thì kể hồi sớm giờ thì cũng đã hết rồi đó các bạn. Thì thôi giờ tí là Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là Cà Lâm. Các bạn ủng hộ cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh nha, để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.